Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em anh rất đã nhiều. Đi một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Hai con yêu nhau lâu chưa? Dạ, có lẽ cô cũng đã biết mọi chuyện rồi. Cháu và Thanh Trúc thì yêu nhau cũng được 2 năm rồi ạ. 2 năm? Tại vì con sợ mẹ không chấp nhận tình cảm này nên con mới giấu lâu như vậy ạ. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi đã biết hết. Từ khi con bé Huy Yên đến đây, tôi đã nghi nghi rồi. Nếu không phải vì con bé nó ngoan ngoãn và xinh đẹp thì hai anh chị đã mệt với tôi rồi đó. Mẹ ơi, như vậy có phải là vị Huy Yên ngoan ngoãn xinh đẹp lại còn yêu bà, cho nên bà sẽ đồng ý cho anh với chị? Còn cô nữa đó nha, tôi còn chưa trị tội cô đó. Tất cả những trò này bày ra, không cô còn ai nữa. Nhưng lần này con lập công lớn mà, không có con thì làm gì mẹ có cháu ngoại sớm vậy. Đã vậy lại là người Hàn Quốc xin ơi là xin, ngoan ngoãn suốt ngày bà ơi, bà ơi. Bà ơi, chút xíu nữa là con chó cắn vào tay con rồi. Ôi bà thương nè, để bà ra bà trừng trị con chó đó nha. Nè đi nè. Bây giờ không cần ba nữa rồi, Hiếu Huynh chỉ cần bà thôi. Con bé đáng yêu quá ha. Chị. Chồng, không thấy khen em gì hết. Em giỏi không, xíu không? Em đó nha, làm cái gì cũng là một mình, không nói cho anh biết gì cả. Cũng may là anh biết được mọi chuyện rồi đó. Anh à, Mam, anh phải bỏ cái trắng cho em nha. Mam. Không chịu. Thôi, mời anh Dũng. Lấy cho em. Cả tuần nay tôi không nhắn tin cho cô ấy. Tôi sợ cô ấy mất tập trung rồi thi không tốt. Nhưng ngày mai cô ấy thi rồi, tôi muốn tạo sự bất ngờ nào đó để cô ấy tự tin, tăng thêm phần nghị lực để thi. Nhưng mà tôi không biết cách nào hết. Cậu có cách nào không? Chị giúp tôi đi. Cách á? Cách thì quá đơn giản. Anh cứ để em. Bây giờ anh chỉ cần nghe theo cách của em. Đảm bảo cô ấy sẽ rất là hạnh phúc. Thậm chí là cộng thêm 200% công lực để thi tốt. Thật không? Anh không tin em à? Không tin thôi. Tôi tin cậu chứ. Tin là được rồi, nhưng mà... Nhậu hả? Ok. Dám hù anh hả? Cho em xuống. Chưa có tội dám hù anh chưa? Có mà anh đó. Đêm hôm anh còn đến đây làm gì đó? Mai em thi rồi đó, anh không để cho em ôm à hả? Nè. Thôi. Ê kìa. Vậy anh định cho em đi đâu à? Nè.
vậy anh gọi em ra đây để ngắm à hả? À không, à đi ra chỗ này. Đi đâu? Đi, đi. Coi kìa, đi ra chỗ này. Rủ em đi mà mặt anh như vậy à? Sao mặt anh buồn thiêu vậy? Nè, thôi vậy. Thôi, mặt anh buồn như vậy thì đi về vậy. Ơ, đây, vui rồi mà. Vui nữa. Vui như vậy còn muốn sao nữa? Đi nhanh lên, nhá, đi. Ủa anh, mình ra đây làm gì vậy? Em nhắm mắt lại đi, không được hí mắt nha. Không là anh phạt đó. Ông già của em bữa nay cũng biết lãng mạn, biết bất ngờ nữa hả? Thôi nè, nhắm mắt lại đi, không được mở mắt nha. Được chưa dạ? Được rồi, đi theo anh nha. Đi. Anh nè, anh phải dắt cẩn thận không té đó. Đi. Đừng mở mắt đó nha. Có gì đó, em hồi hộp quá. Mở mắt ra đi em. Ngạc nhiên chưa? Dễ thương quá. Bây giờ em nhắm mắt lại nha. Lại nhắm hả? Ừ. Anh còn cái gì tặng em à? Đâu coi coi. Nhắm mắt đi. Xong chưa nè, em hồi hộp quá à. Xong chưa? Em mở mắt ra đi. Anh tặng em 1000 câu hạt giấy. Người ta bảo rằng nếu như gấp được 1000 câu hạt giấy thì sẽ có một điều ước. Anh gấp được 1000 câu rồi đó. Nhưng anh sẽ không dành điều ước đó cho anh, mà sẽ dành cho em, người anh yêu thương nhất. Anh mong rằng điều ước của anh sẽ làm em tự tin và đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới em nha. Tôi nhìn rõ ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc mà Thanh Mai trao cho tôi. Cô ấy nhận cái lọ hạt giấy, kiễng chân và dướng người, nhẹ nhàng, dịu êm và ngọt ngào. Anh Lâm, cả 1000 con hạt này đều là do anh gấp hết hả? Thật ra thì anh chỉ gấp 100. Một con. Vậy còn 999 con còn lại là ở đâu ra? 999 con còn lại thì anh nhờ cậu Đức làm. Còn cậu Đức nhờ ai thì anh không biết. Sao đánh anh? Sao lại không? Ai kêu anh nói dối? Làm em cảm động. Sao em tí thì khóc? Nhưng mà 1000 tờ giấy là do anh cắt đó. Anh cắt mà chai hết cả tay đây này. Đâu nè, đây nè. Đây nè, nè, nè. Lại nói dối. Thầy ghét, cứ nói linh tinh. Em dám nói anh vậy hả? Sao không? Anh sẽ cho em một bài học. Nè, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Dám bảo anh là ông già hả? Ông già hả? Ông già nè. Đừng có bắt em. Ông già nè. Ông già. Nói dối hả? Hả? Ông già. Ông già nè.
18 tuổi đầu rồi, còn để nhạc chuông con heo đất. Em yêu vậy chưa? Em buồn ngủ lắm. Vậy đi nha, anh qua đón em, đi ăn sáng rồi còn đưa em đi thi nữa. Thôi cho em ngủ chút nữa thôi, hôm qua em thức khuya mà. Không được, em mà không dậy là anh gọi cho mẹ và mẹ sẽ mắng em đó. Đáng ghét. Alo, alo. Dạ. Vậy chưa đó. Vậy rồi thì mới nghe được điện thoại của anh chứ ha. Vậy rồi hả? Chắc là đang trong mền đúng không? Mùa hè em có đắp mền đâu. À, mà thôi em dậy đi, nửa tiếng nữa anh chạy xe qua đón nha. Đi xe hơi hả? Ừ. Thôi đi thi chứ có đi đâu mà. Anh phải đi xe máy đến đón em đó. Không thì thôi. Được rồi, vậy để anh mượn xe máy qua đón em nha. Mượn đâu ra xe máy bây giờ ta? À, cậu Thanh Đức. Không nghe máy. Thôi, đành qua nhà cậu ấy vậy. Anh đã đi một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Ngồi xuống đi anh. Đấy, nó bắt đầu đi vào này. Đi vào đây. Đi vào ngồi. Làm thương hiệu thật khó, làm sao bán hàng đây? Cả trên Facebook, YouTube, tìm đơn hàng mất hút. Đừng lo, hãy đến với TNG Media chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tiếp cận hàng triệu khách hàng để các bạn phát triển thương hiệu và tiếp cận bán hàng một cách nhanh nhất. Liên hệ ngay hotline 0857100290, email tigermedia.truyenthong@gmail.com.